Chào các bạn làm việc trong ngành nail và thẩm mỹ. Hôm nay chúng tôi đến với chương trình Nail Show. Thì cũng như chúng tôi đã giới thiệu vào tuần trước á, là chúng tôi cố gắng mỗi tuần chúng tôi có mời được những người có tiếng và thành đạt trong ngành nail lên để chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý, về sản phẩm cũng như là update những cái thông tin về ngành nail trong cái chương trình mà thông tin thương mại và cộng đồng nail hàng tuần. Thì cũng như quý vị được biết, hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời thầy Tâm và cô Linh là đồng chủ nhân của trường Advanced Beauty College lên đây để cung cấp những cái thông tin hay là có những cái lời khuyên rất là chân thành cho các bạn làm trong ngành nail để làm thế nào để mình improve cái business của mình lên. Và xin mời thầy Tâm và cô Linh gửi lời chào đến khán giả xem đài luôn. Dạ vâng, Tâm xin kính chào anh chị và cảm ơn anh đã mời Tâm và Linh lên đài hôm nay. Vâng. Lần trước chúng tôi có thực hiện talk show với thầy Tâm và cô Linh á, thì tôi bị miss một phần rất là quan trọng, là tại vì tôi thấy tôi cũng thỉnh thoảng, tại vì cái tóc của tôi là rất dễ cho sinh viên thực tập nên tôi thường đi vòng vòng các trường để cho họ thực tập á. Thì nhiều người cũng quan tâm đến học về barbering, yeah, là cắt tóc nam á, nhưng mà mình không biết là cái sự khác biệt giữa cắt tóc nam và cắt tóc nữ như thế nào. Tại vì tôi tưởng là mình có cái license hair hay cosmetology là mình có thể làm được, nhưng mà họ nói là có sự khác nhau. Thì chắc ăn tôi muốn hỏi cô Linh và thầy Tâm về vấn đề này, yeah, luôn. Để mà biết phân biệt giữa hai cái cosmetology và barbering á, là thật ra đó, mỗi tiểu bang nó có một cái luật riêng. Nhưng mà riêng Cali á, thì cái phần cosmetology, nhiều người có cái bằng tóc á, thì nó chỉ thiếu một cái về barbering á, là nó không có cái phần shaving, là cạo râu á, cạo straight shave. Và cái phần barbering á, thì nó không có cái phần nail trong đó, thành nên ai mà có cái bằng barbering á là không có làm được nail. Thành ra có nhiều nhưng mà barbering thì là shaving được. Yes. Đó là sự khác biệt. Yeah, thành ra chỉ có khác á là nếu mà ai mà có cái bằng cosmetology là không có làm được cái shaving, phải lấy thêm cái phần barbering. Nhưng mà cái giờ mình đâu có học phải full, mà mình chỉ học extra thêm để làm được shaving thôi. Dạ đúng, thành ra nếu mà muốn lấy thêm, ai mà có bằng tóc rồi đó thì muốn lấy thêm cái phần barbering á, thì cần phải học thêm 200 giờ thôi. Thành ra nhà trường cũng có cái chương trình đó. Chính Linh đang lấy cái lớp đó ngay bây giờ. Thành ra mình lấy thêm cái phần barbering thì mình học được thêm 200 giờ về cái phần cạo râu, rồi mình đi làm mấy cái tiệm barbering. Vâng, vâng. Xin lỗi cô Linh. Cô Linh là chủ nhân và điều hành cái trường mà bây giờ cô Linh cũng phải học nữa. Dạ vâng, bây giờ Linh thế thì các bạn thấy không? Một người mà rất là senior trong ngành và đào tạo hàng chục ngàn học viên mà còn phải học. Thế thì theo thầy Tâm á, người thợ nail sau khi mình đã học xong rồi, yeah, mình có nên phải go back to school hay là học community college để nâng cấp cái chuyên môn, hay thậm chí học ESL để improve cái tiếng Anh của mình? Yeah. Tại vì tôi được biết là thầy Tâm, yeah, cũng là professor trong trường Fullerton. Dạ, yeah, xin mời thầy. Dạ, yeah, vâng, thưa đúng anh. Đương nhiên mình làm bất cứ ngành nào mình muốn tiến triển thì mình phải có cái sự học hỏi thêm. Thành ra không chỉ là học hỏi về advanced training mà mình học hỏi là cái technical skill là đã đành rồi khi mình có license, mà cái quan trọng là với cái soft skill, với cái skill như là communication, cái cách nói chuyện với khách hàng và tiếp chuyện, và cái cách quản lý management. Tâm thì dạy về cái môn management ở tại Cal State Fullerton, thì cái môn management rất là quan trọng. Mình học và làm nail giỏi là một chuyện, mà quan trọng là mình cứ quản lý được một cái tiệm hay không, cả một cái business hay không. Thành ra đối với Tâm là về mấy cái customer service skills, về mấy cái communication cũng như là mấy cái business management rất là quan trọng. Và đơn giản như là mấy cái hợp đồng real estate của mình ký lease, mình cứ biết mấy mình đang ký cái gì không. Contract mấy cái đó nó ảnh hưởng rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng business kinh khủng lắm. Thành ra đối với Tâm là mình luôn luôn nên học hỏi, mình luôn luôn vào hội, mình luôn luôn nên vào mấy cái phòng thương mại. Thì mình càng học hỏi thêm thì mình càng welcome. Trong trường Advanced Beauty College thì lúc nào cũng welcome quý vị quay về để học thêm mấy cái lớp gọi là lớp nâng cao, mấy cái lớp advanced training, cũng như là ai mà muốn có dịp lên dự lớp Tâm ở Cal State Fullerton, Tâm cũng sẵn sàng mời anh chị lên để dự lớp. Cảm ơn thầy Tâm. Kính thưa quý vị, thật sự bản thân Chánh cũng đi từng tiệm nail để phỏng vấn các người thợ, các người chủ, thì Chánh phao ra một vấn đề. Đa số là các người mà giỏi, đặc biệt là thợ, họ giỏi tay nghề, họ nói là tôi đã làm, tôi quá busy, tôi có nhiều khách rồi, tôi không muốn phải giờ thay vì đi học á, tôi bị mất, thí dụ một giờ tôi bị mất income là hàng trăm, 200 đồng. Trong khi tôi ở tiệm tôi làm, tôi có income, thế thì tôi đâu cần phải nâng cấp lên đâu. Đó thì thật sự Chánh không có cái đồng ý với cái idea đó, nhưng mà thật sự Chánh không đủ sức thuyết phục để họ phải go back to school để improve cái skill của họ. Thì muốn nhờ cô Linh
nói về cái đề tài này. Dạ. Yeah. Thật ra cũng có nhiều học viên á đã ra rồi làm nail rất là thành công. Nhưng mà sau khi á Linh gặp nhiều người học viên á trở lại rồi học thêm một cái lớp, ví dụ như là skincare, facial hoặc là microblading. Vâng. Thì người ta trở lại, người ta nói ngồi á làm một cái bộ móng tay nhiều khi 45 phút một tiếng thì lực bằng này tiện, nhưng mà ra đó làm một cái wax sẽ giật giật vài lần á, có mấy phút à mà được cũng bằng đó tiện. Thành ra một ngày mình làm được bao nhiêu khách hàng thêm nếu mà mình biết nhiều cái skills. Thành ra mình biết làm móng tay, rồi mình biết làm waxing, mình biết làm cắt tóc này kia, thì mình càng biết nhiều rồi mình càng làm được, rồi mình specialize vào một cái gì đó đó thì mình có thể charge nhiều hơn. Okay, thành ra mình rất là giỏi về cái gì đó đó thì mình có thể tính thêm tiền để người ta. Dạ, cảm ơn cô Linh đưa một ví dụ rất là cụ thể, và tôi nghĩ là ví dụ này của cô Linh đưa ra sẽ đánh thức các quý vị là các vị phải go back to school để improve, để nâng cao cái kiến thức của mình, chẳng những về tay nghề và những vấn đề khác. Còn cái vấn đề này tôi cũng thường gặp phải, tôi xin hỏi thì Tâm á, là họ một số thợ nail họ cứ than tại sao tôi không có tiền tê nhiều. Là không là, hay là họ than là tôi không thể nào communicate được với khách khách Mỹ, hay là cái họ có cảm giác họ không có tự tin khi nói chuyện á. Thì thầy Tâm với vai trò là một người business thành đạt cũng như là thầy Tâm cũng là dạy trong trường, thì có cách nào để giúp họ improve cái confidence của người thợ nail để làm sao họ giao tiếp được với khách hàng thường xuyên hay không? Thưa anh, mình thưa anh chị, về trong ngành nail của mình, đôi khi ngày xưa mình mới qua thì có cái trở ngại về ngôn ngữ. Và hơn nữa về cái văn hóa của mình lúc nào cũng là khiêm tốn, mình ít nói, mình không hết. Mà trong khi đó cái văn hóa của xã hội Mỹ là một cái văn hóa Tây phương, thì họ rất là khuyến khích về communication và mặc tiếp dù khách. Mình bị spoken English mà họ không ngại khi mà Tâm tiếp xúc với người Mỹ. Họ nói là khi một người mà nhìn họ, nói chuyện với họ, hỏi thăm họ chỉ cần vài câu chỉ cần vài câu chào hỏi, mặc dù tiếng Anh của mình không rành và mình đôi khi còn có nói là ngôn ngữ thứ hai không được rành, đối với họ vài cái câu đó là rất là quan trọng. Hơn nữa là mấy cái mà họ trong đôi khi đối với mình trong văn hóa mình không quan trọng, không chú ý tới mà họ coi là quan trọng, là ví dụ như là không nghe điện thoại trong lúc mình đang làm cho họ, hay là quay đi qua quay tới quay lui cái người mà anh chị mà đang ngồi kế bên mình là cùng đồng người Việt với nhau, đôi khi mình chỉ nói tiếng Việt với nhau, đôi khi mình không phải là nói xấu, là họ cũng cảm giác không comfortable. Mà mấy cái đó là rất là đơn giản mà mình có thể là chú ý thêm để mình làm cho cái nói chung là cái cảm giác của người khách hàng cũng tốt hơn và cái experience của họ tốt hơn. Cảm ơn thầy Tâm rất nhiều. Bây giờ cái đề tài mà tôi muốn raise cái issue lên để quý vị tham khảo á, là lý do tại sao mà thợ nail với chủ tiệm nail thường có conflict với nhau. Và lúc nào mà khi mà tôi cứ đọc báo thấy lúc nào cũng tuyển thợ nail hết, thì không biết cô Linh có cho lời khuyên tại sao cái tình trạng nó xảy ra trong tiệm nail vậy? So nếu mà giữa thợ với lại người người chủ á, có thể là cần phải có cái communication nó được tốt hơn. Cái đó rất là quan trọng, là vì người thợ cần phải có những cái expectations của người chủ á, là nó như thế nào. Ở trong tiệm á, là nó có những cái đòi hỏi như thế nào cho một người khách hàng á, có một cái experience mà khi mà người ta vào cái không khí nó cần phải như thế nào. Thành ra mình phải theo cái người vậy là có chủ. Nghĩa là theo lời khuyên của cô Linh là người thợ phải theo cái quy định, cái guideline của người chủ, chứ mình đừng có nghĩ là mình làm giỏi thì chủ phải sợ mình. Đúng, nó là two way street. Thật ra đó là mình cần phải làm việc với nhau, rồi mình phải hiểu nhau, rồi làm việc là để make sure là để nó tốt nhất là cho cái không khí mình làm việc với lại cho cái người khách hàng. Thầy Tâm có cho lời khuyên về vấn đề này Tâm không? Về cái vấn này Tâm cũng có lời khuyên tới không chỉ là người làm nail mà người chủ nữa. Mình nên kiếm được một cái solution mà tốt đẹp cho hai bên. Đôi khi ăn chia như thế nào, hay là trả lương như thế nào, hay là chia tiền tê như thế nào, mình phải làm sao mà có một cái không khí thoải mái cho hai bên để mình có cái sự phát triển của đồng đều. Và hơn nữa là mình phải có một cái goal với nhau, một cái goal mục đích là để phục vụ khách hàng, và cái goal mục đích để đạt được nhu cầu cái goal của không chỉ là chủ tiệm mà cũng như là cái người thợ luôn. Câu hỏi cuối cùng tôi xin hỏi cô Linh á, là tại vì cái chương trình nail show của chúng tôi á, là đặc biệt là chủ tiệm nail xem rất nhiều. Thế thì cô Linh có lời khuyên nào cho những cái chủ tiệm nail hay không? Xin mời cô. Theo Linh thấy là bây giờ đó là cái vấn đề mà về social media là một cái vấn đề rất là hot. Thành ra có rất là nhiều người ra một cái tiệm mới mà
mấy năm nó mới build lên được. Nhưng mà có những người mà ra mà làm cái social media với cái Instagram, Facebook á, ra rất là thành công ngay lập tức, là vì người ta làm về cái vấn đề social media rất là giỏi. Thành ra nên đi học hỏi thêm rồi biết về thêm những cái đó. Vâng, thầy Tâm có góp ý lời cuối hay không? Tâm chỉ có lời cuối là mình là một cái ngành lớn mạnh và người Việt là chiếm đa số cái ngành này. Mình cố gắng càng ngày càng improve, cái tiệm mình cũng ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay, và mình cứ luôn luôn kiếm cách để improve. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thật sự thời gian chúng tôi lên talk show quá ngắn đi. Tôi ước mời thầy Tâm và cô Linh quay lại để chia sẻ thêm những kinh nghiệm mới cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.